Xin chào quý vị và bà con nông dân. Khối không khí lạnh có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đã bao trùm Bắc Bộ, làm nhiệt giảm rất mạnh. Vào chiều qua 26 tháng 12, trên đỉnh Phan Xipang đã xuất hiện tuyết rơi. Dự báo trong tối và đêm nay, khả năng băng giá và mưa tuyết sẽ còn tái diễn tại nhiều khu vực đỉnh núi cao. Cùng với đó, tình trạng rét đậm có nơi rét hại diễn ra trên diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, với mức nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 đến 12 độ, vùng núi có nơi từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi sấp xỉ 0 độ. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 cho tới 14 độ. Đây là đợt rét đậm rét hại đầu tiên trong mùa đông năm nay. Do vậy, để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại đối với đàn gia súc, bà con cần đặc biệt lưu ý với khuyến cáo của ngành nông nghiệp như sau. Che chắn chuồng trại, giữ vệ sinh, sử dụng rơm rạ làm khô nền chuồng và ủ ấm cho châu bò. Tuyệt đối không đưa châu bò đi chăn thả hoặc đi làm khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 12 độ. Bà con cũng cần dự trữ và cung cấp đủ thức ăn khô, hô xanh, thức ăn tinh bột cho vật nuôi, bổ sung muối khoáng và vitamin khi nhiệt độ xuống dưới 12 độ để tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi. Lui xuống miền Trung, sự tác động của không khí lạnh mạnh không chỉ làm giảm nhiệt mà còn gây ra một đợt mưa lớn cho khu vực này. Dự báo trong ngày và đêm nay 27 tháng 12, khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi phổ biến từ 70 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Phú Yên có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Trước diễn biến mưa lớn và dự báo còn kéo dài trong những ngày tới, bà con sinh sống tại các khu vực cảnh báo có mưa cần hết sức đề phòng khả năng xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại khu vực vùng núi, cũng như ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông, đặc biệt là khu vực từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Phú Yên. Khép lại bản tin thời tiết nông vụ hôm nay là dự báo nhiệt độ các khu vực trong đêm nay và ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.